bạn trả lại. Bạn xuống nhà chơi cái mới ghẹo gì á, cái nhắc mẹ ơi anh Khang ghẹo con kìa, rồi bẻo xách cái cây gôi mì bự chân cái vậy nè, hai cây, cái ảnh đâu có chịu, chạy vòng vòng hai con giếng chạy vòng vòng nè, rút vô buồng trốn. Cái anh kêu mẹ chỉ vậy nè, ý gì nha là mẹ anh đóng á, mẹ vô mẹ đóng cửa nhẹ nhẹ, trời ơi mẹ bắt mẹ quýnh nát hai cây gôi luôn. Trời ơi. Mẹ... tôi là Trương Thị Giàu, ở 52 tuổi, ở Bến Tre. Làm nội trợ ở nhà chăn nuôi với tầm bưởi. Bưởi Bến Tre ngọt lắm nha. Trời ơi, cô thích ăn bưởi lắm á cô. Rồi, mời em gái. Chào chú Nguyên Linh, chào Lê Lộc, chào khán giả. Em tên là Phạm Thục Ngữ, em đang 26 tuổi, ở Tiền Giang, làm nội trợ. Con làm dâu của mẹ Giàu được 8 năm rồi. Dạ được 2 bé. Bé lớn được 7 tuổi, bé nhỏ được 14 tháng. Là mới sinh ở đây. Dạ mới sinh. Ngày đầu tiên mà cô gặp con gái, con dâu của mình đó, thì cô có ấn tượng điều gì không? Hồi lúc nhà có đám cái thằng con nó lái xe, cái vậy mẹ mẹ kỳ này đám con dẫn bạn con về chơi nha mẹ. Dẫn về sao thấy giỏi quá, vô sốt sắng như người ta lạ, người ta đâu có dọn dẹp chén bát phụ được mấy tháng. Cái nê Khang Khang, nhỏ đó được á Khang, con chịu không, cưới đi, cái tới tháng 8 cưới. Còn chị, cái ấn tượng của chị lần đầu tiên khi mà gặp mẹ chồng á? Về thấy mẹ ở quê, mẹ cắt tóc ngắn vậy nè, mà nhìn như vất vả, cái nét cái khổ cực, mà thấy mẹ hiền, nhìn nét vậy nhưng mà vui vẻ lắm, nói chuyện rồi là hoạt bát lắm, nói chung là không có sợ, thấy không có sợ chút nào luôn. Đến chơi nó khác. Dạ. Rồi rút về làm dâu ở chung nhà nó sẽ khác nhau, đúng không? Dạ. Về làm dâu thì cũng có chuyện, tại mình mới về còn nhỏ quá, mà lúc đó mới có mười mấy tuổi, 18 tuổi à. Chuyện vui thì nhiều hơn chuyện buồn, tại mẹ mẹ còn con nít lắm. Hai con đi chợ cũng có đôi nè. Rồi về cái buồn á, cái chuốt đồ chơi bên đũa mà đâu biết chơi, mẹ dạy chơi hai cái 10 ngón tay không có cái móng nào luôn, cạo dưới đất. Trời ơi, đúng rồi, cãi đũa rồi. Đúng hả? Rồi con biết cái cãi ra đó. Xong thảy lên cái gà cào nó quýnh cào luôn. Hồi đó anh chơi bên đũa không à, anh biết không? Rồi hai mẹ con chơi giống hai bạn chơi với nhau vậy đó hả? Dạ chơi ăn kẹo cái gì á. Trời ơi, chơi bên đũa dễ cãi lộn lắm đó nha. Xong rồi giành lộn kẹo luôn. Trời ơi, giành lộn luôn. Khi nào hai mẹ con căng thẳng với nhau mà cãi nhau không? Dạ không có cãi, nhưng mà có như cũng đôi khi có hiểu lầm với nhau vậy đó. Nó có bầu, cái bữa đó cái nó bực bội, cái thằng chồng mới đi đi chơi chứ không có đánh banh nữa, mà mới tắm rồi mới rủ đi chơi. Đi chơi cái về cái tối lại là anh không đi tắm, cái là anh đâu có đánh banh đâu tắm, anh ở dơ, anh qua anh ngủ với mẹ, anh đừng ngủ với em nha. Ủa sao con nói kìa, cái kêu dày liền ngỡ. Sao con nói vậy, bộ mẹ ở vô lắm ha. Con nói vậy, mai mốt con đừng nói vậy nha. Con mà nói vậy á là người ta nghe được, người ta cười mẹ chết luôn á. Buồn thiệt, không nói. Cái giận nha, cái sáng ngày lại, mẹ con đi chợ nay ăn gì mẹ là con tự mua coi cái gì con hả con ăn được thì cha mẹ ăn được. Về cái hỏi, mẹ mẹ con xin lỗi mẹ, hồi tối con lỡ nói. Mẹ đừng giận con nha mẹ. Mẹ không có giận mà mai mốt con không có được nói vậy nha. Coi như con dâu biết lỗi rồi. Biết lỗi, biết xin lỗi. Có cái chuyện này buồn để trong lòng nhưng mà chắc mẹ không nhớ đâu. Sanh bé đầu tiên á, là lúc đó là mới về cũng không có bự mà cái có bầu bự ra vậy nè. Mình mới sanh, mới đang ở trên bệnh viện á, cái chưa có sữa, bé nó khóc nữa. Cái mẹ mới đi như đi lấy sữa bình nó quậy cho uống. Đêm đó em bé nó bị khóc, nó bị yếu đường ruột, nó khóc quá trời luôn. Tới sáng hen là nó teo em bé lại, nó vàng da, nó vàng đậm luôn. Cái mình thấy mình rất là xót con, nhưng mà tối lúc đó mình mới sanh ra mà nó đau, không có nhúc nhích được. Mình bất bực lên vậy, em nói như mẹ kêu là dỗ, cái mình mệt với đâu ngồi vậy được. Sáng ngày bà con vô thăm vậy đó, cái mẹ nói một câu mà buồn tới giờ, như lúc đó mình tủi thân lắm. Em bé khóc á mà nó không chịu dỗ, nó nằm như sâu vậy đó. Trời ơi, buồn dễ sợ luôn vậy đó. Những cái câu chuyện như vậy thì cô nhớ những câu chuyện nào con dâu làm cô buồn lòng không? Ai lại hỏi có tám ở nhà không Ngữ?
Dạ không biết nữa, để con coi coi mẹ con mới đây không biết đi đâu. Chứ không có phải mà như không biết bả mới đây đâu, không có đó. Thường con trả lời là nhiều con dâu mà hỏi ủa ba, mẹ con đâu rồi đó, ai biết bả vô mất tiêu. Không biết bả mới đây đâu vậy. Mới đây bả đâu rồi. Tại hồi đó giờ vậy, cha là cha, mẹ là mẹ, chứ không có ổng bả, không bao giờ có thương. Rồi lý cái... do lý do sao mà mình thương con dâu dữ vậy? Mẹ mới về thương con cái. Mẹ thương con cái vậy, thương cái từ này dễ thương mà. Mình về không như người ta bon chan, còn dâu mình không có bon chan, chắc khoảng 42 kg. 42 đó hả? Hơn, mà nhỏ xíu à. Giờ chắc cũng gấp chắc 10% thế giá trị gia tăng à. Nhỏ xíu à, mà không có sửa sạn. Chồng con tài xế nha, con để con lem luốc quá, mai mốt nó ra đường nó me con khác là nó bỏ con luôn á. Tắm tắm đồ đi, cái về tắm tắm, mẹ 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 giữ con ông bé ông con vô tắm ngồi trong trong nhà tắm một buổi tờ vậy á. Thì tắm vô đó ngồi cho nó xịt thuốc lâu lắm nó mới mấy tắm được à. Chữ em bé vô đi nhủi tóc mấy tiếng luôn, rồi nhủi tóc một ngày buổi dài luôn, cả ngày luôn. Đi từ hồi 11 giờ mà tới tối thùi luôn. Tại vì bác suối chị. Không có, mình bác biết mà không biết nhủi lâu vậy biết không? Nhủi tóc là làm gì? Nhủi á, nhủi á. Nhủi tóc chứ phải nhủi tóc. Chắc đông người á, đợi á. Dạ. Con sửa sạn đại lên mà cái gì cũng mát nha. Cái thằng kia xúc chuồng nó đi đâu về. Nào xúc chuồng. Con ra, con hả mấy. Đi ra được rồi khỏi nhà là nó không có về. Trời hết rồi. Lâu xúc chuồng đi lần. Rồi đi tài xế lái xe về rồi ở nhà vậy đó. Cái điện hoài cái ông xã nó không bắt máy. Mẹ 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 điện cho con mẹ. Mẹ điện được cái điện. Con ở đâu? Con uống cà phê. Con uống cà phê từ hồi sáng tới giờ. Con uống rồi xong chưa? Là 15 phút nữa. Mẹ cho con nửa tiếng á. Không về là không được nha. Cái sao tự nhiên xe qua xe lại. Cái nó về tới. Về tới cái nói con đi đâu con chơi một giây một giờ thôi. Cái thời gian nó ngắn thì mình tính theo ngắn, còn thời gian dài thì nó tính theo dài. Mai mốt vợ con đẻ rồi, ví dụ mẹ với cha đi đâu không có nhà rồi, con nhận xúc chuồng cái con đi luôn vậy, gửi nhà rồi nửa đêm nửa hôm mẹ em bé nhỏ nữa. Từ đây tới sau không có vậy nha. Bởi vậy con đi đâu đi ra cũng không, đi đâu cũng không được. Mai mốt đi luôn. Kỳ đó có bầu. Hai chồng ngồi bấm điện thoại bấm sao dành chơi hay gì á. Cái giận hồi cái thằng kia đi mất tiêu. Cái ở đây mà tại mưa lâm găm nữa. Ở dưới quê mà đi đường trơn nữa. Cái mới nói ủa mới đây hai đứa rồi đâu hết đứa rồi. Anh đi rồi mẹ. Không biết anh đi đâu mà con điện anh không bắt máy. Điện hỏi con đang đầu ở Khang. Con tên Dốt. Nghe nói tên Dốt cái là đặt lấy cái non lá tan đi. Cái ông nội cái ông cha chồng mới sợ đi té có bầu nữa. Ngữ đi kìa mẹ mày đi theo nó đi. Lên bẻ cái cây chắc đít nha. Vô gình gình đang có nhậu là quất liền. Quất. Mẹ đi, con đi trước, mẹ đi sau. Lên là mẹ mẹ hỏi một câu, dâu bòi một câu. Mấy cái cây cái nhánh bông bụp bị lớn vậy bẻ tước ra quất liền. Có lần đó được. Bạn trả lời. Bạn xuống nhà chơi. Cái mới ghẹo gì á. Cái mấy mẹ ơi, Khang ghẹo con kìa. Rồi biểu xách cái cây gôi mì bự chân cái vậy nè, hai cây. Cái ảnh đâu có chịu. Chạy vòng vòng theo con dí, chạy vòng vòng nè. Rút vô buồn trốn. Cái anh kêu mẹ chỉ vậy nè. Ý gì nha là mẹ anh đóng á. Mẹ vô mẹ đóng cửa nhẹ nhẹ. Trời ơi mẹ bắt mẹ quýnh nát hai cây gôi luôn. Trời ơi mẹ, đó, mẹ la quá trời luôn mà không quýnh trúng bánh cây nào. Quýnh trúng cái giường chắc cái cây bự mà quýnh trúng chắc chết quá. Quýnh là... hù giỡn rồi mát qua mát lại quýnh cho con dâu hài lòng. Quýnh hù vô cái thanh giường à, chứ không phải là quýnh thẳng. Tâm lý quá hả, công nhận mẹ chồng này hay á nha. Không có binh con trai. Nhưng mỗi tháng vậy đó là em cho anh xức chuồng mấy lần. Chị muốn đi giờ nào đi à. Nhưng mà tại vì lúc đó còn nhỏ á, chứ bây giờ hết rồi, bây giờ ở nhà không à. Biết lo. Mẹ chồng dễ thương quá. Đi đến nơi về đến chốn. Còn hồi lúc đó mà không khăn hết đường con phải mua giùm mẹ. Là rồi đó. Nửa ký đường đấy. Tới chiều. Rồi cái dấu là rồi mẹ sai ảnh đi là 15 năm xà luôn. Đi mua ký đường là mình ăn xong cái bữa cơm đó mình nấu cơm không chiều không luôn, chưa thấy về đó. Ở miền Tây có nhiều câu dễ thương hả? Đi 15 năm xà luôn hả? Đi ra là nó không biết đường về. Bây giờ nè, anh có cái một cái bí mật này nè. Anh chồng có gửi cho anh cái lá thư. Anh có gửi thư tâm sự. Hỏi sao không dám nói với vợ với mẹ nó thôi. Nói rồi cái mẹ đánh ta. Thành ra ta thông qua lá thư. Chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Tôi tên là Khang.
Vợ tôi thì có lúc rất dịu dàng, nhưng em cũng có một khuyết điểm làm tôi rất buồn. Vợ nói nhiều vô cùng. Khi có một việc gì làm em giận, không hài lòng là em bắt đầu trách tôi lời qua tiếng lại, là em lại nhắc chuyện cũ. Tất cả những chuyện đã qua em sẽ đem ra nói đi nói lại, rất là mệt, nói hoài mà em lại không hiểu và thông cảm cho tôi thế nào là cái sự chịu đựng của người đàn ông. Còn trong chuyện dạy con cái, vợ rất nghiêm khắc, nhưng với tôi không được. Em chỉ dành phần dạy con cho riêng mình thôi. Có làm sai tôi cũng không được lớn tiếng luôn. Vợ làm tôi khó chịu rất là nhiều, không biết bao lâu rồi. Còn với mẹ thì vợ con có nói gì mẹ phải hỏi lại con. Còn đằng này cái gì mẹ cũng nghe một phía từ vợ con hết á. Và mẹ đừng có tiết kiệm nữa, có gì ngon mẹ cứ để dành cho tụi con mà không có nghĩ đến thân mình. Mẹ có bệnh trong người, ráng giữ gìn sức khỏe. Con sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về thăm mẹ thường xuyên hơn. Mẹ cứ đừng buồn con nghe. Và nhớ đừng có nghe lời vợ mà la con nha mẹ. Nên ơi, có cái gì ăn cũng nhường cho con. Là có cái cô ở nhà gà đồ nhiều lắm, cô với chú mận gà lên ăn không được. Mua cái gì có mẹ 100 ngàn cũng mẹ dám ăn. Không có con ở nhà là không dám, không mặn con gà ăn. Mặn lên không ăn được. Còn con với dâu đồ về, cháu nội đồ về, mặn được hai ba con. Mẹ ơi, mời con về, đêm đó ngủ cũng được, mừng. Thôi con trai nó nói vậy đúng rồi đó. Cái gì mẹ cứ ăn, mẹ lo sức khỏe cho mẹ đi ha. Chứ đừng nghe là vợ con chửi con nữa. À đây đây, thôi quảnh nè, anh gửi lại cho em. Giống như là anh bị, anh không được nói á chị. Mình nghĩ anh không phải vậy, chắc không có để bụng đâu. Nhưng mà cũng giải thích như vậy nè, trong nhà là mình nghĩ là phải có một người cương, một người nhu. Nhưng mà mình không có để cho cha nghiêm khắc được. Anh hiền rồi, cho anh thấy anh hiền luôn đi, mình giữ rảnh mình giữ luôn. À cũng vậy, cũng thương chồng lắm chứ bộ. Nhưng mà tức giống là như người là muốn chồng đóng vai hiền, còn mình đóng vai ác với con á mà. Không phải là không cho anh gầy con, nhưng mà cái kiểu của anh, anh cà rỡn, nói chang như là đang giỡn với nó vậy đó, nó không có nghe. Còn cái chuyện mà con trai nó nói á, là cô nhiều khi phải nghe từ hai phía, nghe từ bên đây không, cái cô Binh bên đây cô cứ... Có lúc nào mình cũng vậy, ngồi đó mình cũng nghe rồi. Nghe rồi thì đàn ông thì phải nhường đàn bà ăn tí. Vậy hả? Có gì xong rồi hồi vậy không có con mình đó. Mình mới nói, mày tại nãy mẹ ép mà khàn nhà mày mổ con không có như vậy. Ép cái gì con, mình dâu mình vui á. Binh dâu mình tốt. Thiệt là hay luôn á, thiệt á. Cái vụ mà tiết kiệm là có thiệt. Giờ con muốn nói mẹ, mẹ thay đổi tính tiết kiệm đi. Về mua cho bộ đồ, cho cái khăn. 8 năm rồi chưa đụng tới. Hỏi sao mẹ không xài. Mẹ uổng quá à, mẹ để dành. Nói như mẹ xài hết đi con mua cái khác. Không chịu, trời ơi mỗi chứ lần. Chứ mẹ xài cái khăn cũ 8 năm rồi đó hả? Có không à, đâu mặc đâu, đâu xài. Không, cái khăn, cái khăn kia hả, xài lâu dữ lắm, người thay rồi không biết lấy cái nào, không biết. Nhưng mà cũng ngon luôn á hả? Nói đôi dép này hồi 2012 tới giờ chưa khai mạc. Mới gỡ mạc hồi sáng đó hả? Mới gỡ mạc sáng. Mua cái gì ăn một cái là không ăn hết một ngày đâu. Ăn 5 ngày, 6 ngày. Để dành. Để dành. Mẹ kho cá mặn quá trời. Hai vợ chồng có quen ăn đồ ăn không mà ít ăn cơm. Còn thì mẹ đây biết rồi. Mẹ kho một nồi cá về mới ăn. Chứ tủ quyết áp làm sao kho lạc sao ăn được. Vậy với miếng cơm nè, quất cả đống vô nó mặn chết luôn. Mà ăn cũng phải gắng ăn. Nó chê mặn mặn nhiều quất hết trơn. Mà ăn hết, đang cho mẹ mày làm khác. Chứ để mẹ mày ăn hoài sao. À, để lâu quá không tốt quá. Sao mà... Bây giờ hai mẹ con ôm tình cảm chút nào. Nhớ nói về không ghen thì cũng không đúng. Lấy vợ đẹp như thế này mà không ghen thì cũng không đúng. Mà cũng ghen thì cũng có, nhưng mà các cháu nó ghen có văn hóa nên mình cũng ít thấy lắm. Ghen văn hóa là sao vậy? Dạ vâng, lời đầu tiên thì cũng xin chào anh Quỳnh Linh và xin chào bé Lê Lộc. Tôi năm nay là 53 tuổi và hiện đang công tác ở chữ thập đỏ của phường 8 quận 5. Đây là con dâu của tôi. Chào anh Quỳnh Linh với chào anh Lê Lộc. Dạ. Mình 30 tuổi, hiện đang sống và công tác tại quận 5, phường 9 quận 5.
Em làm gì? Công chúa hả? Công an. Em làm công an phường 9. Hả? Thôi ơi, nữ công an quá là xinh đẹp luôn. Mình tưởng đâu là nãy công chúa với hoàng hậu bước ra chứ, ai ngờ là công chức hết. Cho em hỏi chứ là chị làm dâu của mẹ được mấy năm rồi? Dạ, em làm dâu của mẹ được 7 năm rồi. Ờ, dạ, mình có em bé chưa chị hả? Dạ, được, có một em bé 6 tuổi á. Ờ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai á, cô cảm giác thế nào cô? Dạ thì thấy cháu cũng, con trai nó mới dắt về á, thì thấy cháu cũng xinh xắn, cũng dễ thương. Có điều nhà cháu thì ở hơi xa quá thôi. Xa là ở đâu? Dạ ở Đắk Lắk á. Mà mẹ thì say xe, thì bảo là thế mày yêu ở trên xa quá, vậy thì mai mốt rồi đi đám cưới thì sao? Thì nó bảo là thì bây giờ con yêu rồi thì biết sao được. Cô có thích điểm gì mà không thích điểm gì cô dâu tương lai ngay lần đầu tiên gặp mặt? Cháu thì cũng về thì không có chê được cháu nhiều. Nhưng mà có lần đầu tiên cháu đến nhà là thấy ăn cơm xong thì mới ra rửa chén. Thì mới bảo là thôi đứng, cháu đứng lên đi rồi để cô rửa cho. Thế là cháu cũng đứng lên luôn. Thì đứng mà đứng chứ, đâu dám cãi đâu. Lúc mà kêu ăn là ăn luôn á. Chị có nhớ cái ấn tượng đầu tiên khi chị gặp mẹ chồng tương lai không? Nó, em thấy mẹ cũng vui vẻ. Dạ. Vui vẻ thì nói chuyện cũng hay, nói chuyện vui á. Trong lòng thì cũng cảm thấy hơi sợ, thì không biết là mẹ vui vậy nhưng mà không biết là sau đó thì có khó tính hay như thế nào không thì mình cũng chưa sống nó cũng biết được. Nhưng mà lý do cô sợ đường xá xa xôi sao mà cưới sớm vậy? Một hôm á là các cháu nó quen cũng được mấy tháng. Thôi quen lâu quá hả? Xong rồi không phải. Mấy tháng rồi đó hả? Nó quen nhau mấy tháng. Ừ. Thì tụi nó học ở trên trường mà, thì là con của cô ấy là ra trường trước một năm. Nên là bé này thì lại phải học sau một năm. Cháu học xong rồi thì cháu đi lên Đắk Lắk cháu làm. Thế là con trai mới buổi sáng sớm thấy nó điện về, nó bảo là mẹ ơi con ở trên Đắk Lắk rồi. Cứ xong bảo chết vậy con đi bằng cái gì? Nó bảo con đi xe máy. Thế là nó mới kể ra, nó kêu là nó đi lạc vô trong cái biên giới á. Lạc qua biên giới? Dạ, lạc gần qua tới, biên giới. Gần tới thôi chứ cũng chưa tới. Xong rồi cái có một cái nhà dân đó họ cũng tốt. Thế là họ cho vào nghỉ mà bị sụt ổ gà, cái xe rim Thái á, mà cong niềng luôn. Thế là hai vợ chồng mới sợ quá, mới bảo chứ thôi kiểu này chắc phải cho nó cưới sớm. Chứ nếu mà không cho nó cưới sớm mà con mình nó cứ đi như thế này thì có mà mất con. Vừa mất con mà vừa mất xe nữa. Mất xe thì không sợ nhưng mà sợ mất con. Tức là lo cho con quá ha, thành ra là cưới sớm. Dạ, khi mà về ở chung nhà vậy á thì mình có những điểm gì hợp nhau cô với chị hả? Em thì em thấy mẹ vui vẻ thì em cũng nghĩ là thôi mẹ thì mẹ nào cũng là mẹ. Và mẹ đẻ hay là mẹ chồng thì cũng là mẹ chung thôi. Nên là cảm thấy điểm chung là mẹ con thì cũng hay thủ thỉ tâm sự vậy. Hay nói chuyện, lâu lâu hai mẹ con lại đi uống cà phê với nhau hoặc là ngồi ở nhà tự pha cà phê uống, rồi coi tivi rồi nói chuyện này kia vậy đó. Cô thấy cô với chị là hợp nhau điểm gì nhất cô hả? Về những cái vấn đề mà hợp thì nó cũng nhiều vấn đề lắm. Thay vì như con dâu thì nó biết mẹ thích uống cà phê, thì cứ mỗi lần buổi sáng thì con đi làm thì mẹ cũng đi làm thì không nói, rồi tối ăn xong người con cứ bảo là thế mẹ có thích uống cà phê thì để con pha, thì lại pha cho mẹ một ly cà phê. Thì thấy con nó cũng sao mà nó cũng dễ thương quá, nó mới về làm dâu rồi thì nó cũng biết cái ý của mẹ thích như vậy á, thì nên là lúc nào trong lòng người cũng cứ nghĩ con nó là như coi như con gái vậy thôi, chứ cũng không có cái mẹ quan điểm là vậy. Con à, dâu chỉ con có pha ly cà phê thôi mẹ khoái liền. Một cái kỷ niệm đáng nhớ nào cô nhớ nhất mà con dâu mình nó làm buồn mình hay làm mình vui gì đó? Làm buồn thì có một hôm á là cháu nó mới sanh con thì cũng được khoảng chừng 3 tháng, thì lúc đó là cháu còn đang bú mẹ. Thế thì hôm bữa là vào ngày Tết á,
thì cháu mới bảo là thôi để đi lên biếu quà cho bác. Thế hai vợ chồng nó đi. Đi thì mới bảo là thế con đi nhanh nhanh lên rồi con về nhé, chứ không có ở nhà là em nó khóc tội nghiệp nó. Thế nó đi đến 11 giờ đêm. Nó đi đến 11 giờ đêm mà nhà thằng nhỏ thì khóc quá trời, mà nó lúc đó lại chưa có cho tập cho nó uống sữa ngoài nên là nó không có uống. Thế mới gọi điện thoại thì nó cứ bảo là con đang về mẹ, con đang về, mà sao mà đang về mà sao thấy con thì nhà khóc, bà thì sốt cả ruột, bà khóc cháu khóc. Thế thì về đến 11 giờ hai vợ chồng mới về. Thì lại đâu có phải là đi xuống nhà bác không đâu, xong là xuống gặp bạn, thế là đi nhậu luôn. Về cũng bực mình lắm, thì cũng có la, kêu là con á, là mai mốt á, là không có được như vậy. Thay vì như con đi á, con nó không còn bố mẹ thì con đi chừng nào con về cũng được. Còn nếu mà con nó đang bố mẹ thì mình phải tranh thủ mà về để con nó khóc tội nghiệp nó chứ. Thì con dâu nó cũng biết nó sai, thì nó không có nói gì hết, thì nó cũng dạ vậy thôi. Lúc la đó em thấy buồn không? Dạ, thì la mẹ la thì mình cũng biết mình sai rồi, mình im lặng thôi chứ mình mà có buồn không? Thì cũng buồn vì buồn bị mẹ la. Buồn. Buồn vì bị la nhưng mà dám giờ cũng còn buồn đó, mà không nói. Buồn vì bị la thôi, chứ còn sau đó thì em cũng nghĩ là mình sai nên là cũng vui vẻ bình thường thôi ạ. Nhưng cái khó này, cách sống mình nó khó với mẹ chồng hợp nhau đó. Nhưng còn cô em gái đúng không? Dạ. Cô em gái mới là tác nhân đôi khi giữa chị dâu hả? Chị dâu với em chồng đó. Nó cũng có nhiều căng thẳng, có bao giờ cô có phải giải quyết chuyện khó xử giữa hai chị em với nhau không? Em gái thì nó cũng rất là tâm lý, nó sống cũng thoáng lắm, nhưng mà chỉ có điều là lười làm, lười lắm. Nó thấy chị, nó từ khi mà chưa có chị về thì nó cũng dựa cho mẹ, mà tới khi mà có chị về rồi ấy, thì những cái gì là cũng dựa cho chị. Nhưng mà được cái chị ấy thì chị không có nhỏ nhen. Như là em làm thì làm, không làm thì chị làm, chứ làm, hai chị làm, em làm. Không. Không có làm. Chứ trời ơi, mình về cái gì cũng để cho mình hết trơn chứ. Không thì trong khi đó thì nhưng mà thấy con gái mình như vậy á thì không hẳn là để cho con dâu làm. Nên là mình cũng phải làm, những cái gì mình cảm thấy mình làm được thì mình vẫn phải làm. Như mình về trước thì mình lau nhà, hay là mình con về thì tắm rửa cho cháu, rồi cho con ăn, rồi mình nấu cơm, đại thể là như vậy. Nói chung là hai mẹ con là người làm việc này, người làm việc kia, chứ không có phải là... Thế đó là cô nói thôi, nhưng thực chất ở đây cũng có đôi khi người ta gọi là tính cam chịu của phụ nữ đó. Về mình đã đi làm mệt, về mà cô em gái ngồi chơi game gì, lau nhà cũng mình, nhìn cũng khó chịu chứ. Nấu cơm cũng mình, dọn dẹp cũng mình. Có khó chịu không? Nói thiệt đi. Đôi khi thì cũng cảm thấy hơi khó chịu trong bản thân, nhưng mà có. Em thì giống như là em gái thì em cũng coi giống như em của mình thôi ạ. Em gái của mình nên là thôi em làm thì mình cũng làm thôi, mình là chị mà. Chị thì mình cứ làm, thì em thấy vậy thì đôi khi em nó cũng làm, chứ cũng không phải là đôi khi thấy vậy để làm luôn. Thôi, hai đứa nó là công an, tụi nó có ghen gì không? Nói về không ghen thì cũng không đúng. Lấy vợ đẹp như thế này mà không ghen thì cũng không đúng. Mà cũng ghen thì cũng có, nhưng mà các cháu nó ghen có văn hóa nên mình cũng ít thấy lắm. Ghen văn hóa là sao ta? Như là vợ chồng nó đóng cửa, nó bảo nhau trong nhà. Nói nhỏ nhẹ hả? Đúng rồi. Tại con dâu thì hồi nào giờ nó thì không bao giờ nó to tiếng với ai hết á. Nên là nó nói cái gì nó nói nhỏ xíu à. Có cái gì hai vợ chồng cũng vô trong phòng á, rồi hay là đi ra quán cà phê rồi nói. Chứ bố mẹ cũng chả nghe thấy gì. Nhưng vậy mà sao cô biết nó ghen? Thì thấy nhiều khi thấy khuôn mặt con nó buồn buồn thì cũng biết. Thì cũng đoán ra như vậy. Đoán nó ghen. Đúng rồi, thì đoán thì hỏi thì kêu là chồng đi nhậu đi chơi vậy đó. Nhậu với con gái hả? Dạ không, thì giống như là đi thì không biết đi đâu. Nên là thì có những cái công việc thì mình làm sao mà hỏi kỹ công an, được. Sao ghen được? Nó thì ghen. Dạ, ghen thì mới chắc... thương ạ. À. Ghen thì mới thương. Ghen mới thương đúng không? Dạ. Nói chung là cặp mẹ chồng dâu này rất là dễ thương. Hình như những cái mâu thuẫn xung quanh nó rất là nhỏ, nó nhẹ nhàng thôi. Giống như tính cách vậy, một người rất là vui, một người rất là trầm và dễ thương. Một con dâu thế này không thương cũng ổn đúng không? Dạ. Phải thương thôi. Vấn đề là nhiều khi là con trai phải ghen ngược lại nữa là đúng đó.
cô có mong muốn điều gì ở con dâu của mình hay không, và ngược lại? Thì cũng bây giờ cháu nó thì hai cháu nó còn đang học đại học, nên là cái cũng chỉ mong cho cháu là làm sao mà cố gắng để mà học hành để cho tới nơi tới chốn, rồi xong thì cái công việc thì cháu là vừa học vừa làm nên là đôi khi nó cũng vất vả, thì thôi nếu mà mẹ có cái gì mà không phải ấy, thì con cứ chia sẻ để mẹ con được gần gũi nhau hơn. Dạ, còn với chị? Em thì thôi cứ mẹ cứ trẻ khỏe mãi như vậy để sống với gia đình luôn hạnh phúc là được rồi. Chứ em cũng không có mong muốn gì hơn nữa. Nói tóm lại thế này, thực chất là trong sâu thẳm vẫn còn những cái điều khúc mắc nho nhỏ, đôi khi là mình cũng ngại nói ra. Dạ, đúng. Bởi vì mẹ chồng nàng dâu nào cũng có những góc khuất mà đôi khi ta không dám nói ra. Mà chương trình này nhằm mục đích là phải nói ra để hiểu nhau nhiều hơn. Có thể đến đây chúng ta không nói được, nhưng mình chút xíu về uống cà phê mình nói luôn. Thôi thì cũng cảm ơn hai mẹ con rất là nhiều. Hôm nay ai cũng đẹp cả. Một câu chuyện cũng nhẹ nhàng, dễ thương. Hy vọng rằng chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, trở thành những người phụ nữ tuyệt vời nhất trong gia đình. Dạ, cảm ơn anh Quỳnh Linh. Dạ. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn cô rất nhiều. Này, cảm ơn em. Hai mẹ chồng mẹ dâu ôm nhau cái nào. À, mình nói gì với nhau đi nào, hứa với nhau sắp tới mình sẽ như thế nào? Sắp đấy. Tới là cuối năm có học xong thì phải sanh thêm một bé nữa để cho mẹ còn trẻ mẹ lo cho được. Trong thời gian tới thì cũng mong mẹ luôn khỏe mạnh để sống với chúng con mãi để hạnh phúc, để gia đình mình hạnh phúc. Cảm ơn con.